Dạ vâng, âm thanh Kiên Giang xin chào các bác ạ. Hôm nay bên em lên sóng một số loa bass rời cũng như là những cặp loa chép kèn hàng cổ mới xịn này. Còn ở bên đây là em đang có những bộ loa bass 20 cũng như là những cặp loa chép hàng bác của Nhật xịn. Đây là tháo trong thùng loa của Beoner V16 ra. Như các bác thấy là em đang có hai cặp loa chép nha. Hai cặp này đều zin như nhau và đều xịn như nhau. Đây là chép màng màu nâu này và đây là cặp này là loa chép màng màu xanh như các bác. Đó, hai cặp này bằng giá nhau cũng như là đều zin xịn như nhau hết. Kêu như nhau nha. Nó Beoner này nó có cái sừng trâu của trong loa đây. Đó, cặp loa chép Beoner này em bán là 600 ngàn một cặp nhá. Đấy, giá là 600 ngàn một cặp. Đây là dòng loa chép hàng bán Nhật xịn chuyên hát karaoke đấy các bác. Đó, 600 nha các bác, 600 ngàn đồng một cặp này. Em đang có hai cặp đẹp như nhau và dân xịn như nhau. Còn về cặp bát của Beoner V16 này là các bác này. Đó, bát này là bát 20 nha. Hàng này hàng dân xịn 100% luôn. Đó, một cặp như thế này em bán 2 triệu 300 ngàn đồng một cặp. Đó, 2 triệu nha, cụ từ của loa vĩ đại luôn này, rất là to và rất là ống ảnh như các bác mới tin nè. Đó, bên trong là màng zin, rồi gân zin, rồi côn, rồi nhện zin, tất cả đều zin 100% hết nha các bác. Chưa sửa chữa cũng như là chưa có thay thế bất cứ một cái gì đâu. Em bao hàng cho các bác nha, là zin 100% luôn. Đó, cặp bass Beoner bass 20 nha, em bán là 2 triệu 300 ngàn đồng một cặp. Đó, bác nào mua về hát karaoke thay thế nhận loa như mình nha, đảm bảo đánh hay đó, tiếng rất là hay. Rồi, giá là 2 triệu 300 ngàn đồng cho một cặp loa bass Beoner này nha các bác, bass 20 này. Còn xem đây là những củ micro của bass Shure này. Em đang về thêm được 4 củ nữa. Đó, tiếng và chất âm cũng tương đối là khá hay nha các bác. Đó, tiếng hay lắm, anh em nhạc sống sự kiện mua khen hơn rất là nhiều. Đó, và một củ này là 400 ngàn đồng một củ. Đó, đây là củ Shure nha. Dành cho micro dây hoặc là micro không dây đều được hết nha các bác. Đó, củ micro Shure giá là 400 ngàn đồng một củ nha. Em về được thêm 4 củ nữa này. Đó, hát hay lắm, tiếng cực kỳ là phê và dài tiếng. Còn ở phía bên trên này là em đang có những cặp loa chép từ neo. Đó. Từ neo là của JBL nha các bác. Đó, em đang về đến khoảng 4 năm cặp nữa này. Đó, từ neo đây. Từ neo model của mã số là 2414H-1 Made in Mexico nha các bác. JBL từ neo hàng xịn luôn. Đó, dòng này hát karaoke hay lắm các bác ạ. Dành cho loa bass 30 hoặc là loa bass 40 nha. Về các bác gắn tụi cản vô để xài. Đó, đây là loa chép từ neo. Đó, từ neo nha, có mã số này cũng như là có một cái logo ở trên cái củ loa. Đó, logo này là logo nhập nổi nha các bác. Cặp này giá là 2 triệu 800 ngàn đồng một cặp, em bao ship toàn quốc nha. Đi những cặp loa chép này để em sẽ bao ship toàn quốc cho anh em luôn, 2 triệu 800 ngàn đồng một cặp này. Đó, bác nào muốn hỏng thì có hỏng luôn nha. Đó, hỏng thì nó cũng tùy theo loại giá thôi, từ 100 ngàn đến 700 ngàn tùy theo loại hỏng nha các bác. Đó, hỏng nhôm và hỏng mũ này. Còn cặp loa chép này 2 triệu 800 ngàn đồng nha. Đó, mua về hát karaoke hay các bác ạ. Đây, trong bọc còn nữa này. Đây, về khoảng 4 năm cặp nữa. Đó, rất là hay nha các bác. Đó, tiếng hay lắm, từ neo mà, tiếng hay lắm. Này. Đó, từ neo đây. Rồi, 2 triệu 800 ngàn đồng một cặp nha các bác. Và ở bên đây là em đang có cặp loa chép của Phi Vây, model là 22A. Đó. Phi Vây 22A nha. Con này là chép hàng tháo trong loa bass 40 ra. Đó, tiếng kêu hay lắm các bác ạ, Phi Vây mà, đặc biệt về Phi Vây là tiếng kêu rất là hay cũng như là tiếng rất là bay trên cái dòng này. Dòng Phi Vây chưa về tiếng mà. Tiếng lời ca cũng đỉnh mà tiếng chép, tiếng mid cũng đỉnh nữa. Đó, riêng Phi Vây là chưa về lời ca. Đó, tiếng ca rất là phóng và bay nha, đặc biệt là cái chép này cũng vậy, nó không khác gì hết. Đó, cái bản chất của loa đã rất hay sẵn rồi. Đó, cặp Phi Vây chép kèn Phi Vây này, chỉ có cặp cũ thôi nha các bác. Đó, còn bác nào muốn hỏng thì liên hệ cho em nữa. Đây hỏng thì em cũng vẫn có luôn nha. Rồi, riêng cặp cũ này là giá là 4 triệu đồng một cặp. Đây là kèn của Phi Vây, model là 22A. Đó, Phi Vây là hàng mới xịn nha. Em sẽ soi cái tem cho anh em xem này. Đó, Phi Vây 22A 8 ohm Made in USA nha. Này, chữ USA này, dòng xịn của Mỹ các bác ạ. Đó, dòng xịn của Mỹ đó. Rồi, giá là 4 triệu đồng cho một cặp loa Phi Vây 22A này. Đó, hàng zin hàng xịn nha các bác, chưa sửa chữa đâu ạ. Zin tất tật đấy. Còn phía bên đây là em đang về thêm một cặp loa bass phiên của Anh Quốc tiếp. Đó, em vào đợt nào để em đăng đợt đó nha. Những cái đợt khác em đăng lên là sạch sẽ hết rồi. Hôm nay em về thêm một cặp nữa này. Đó, đây là loa phen bass 30 hàng của Anh Quốc xịn nha các bác. Này. Đó, đây là loa phen này, hiệu phen. Còn bên đây là Enla này, hàng của Anh Quốc nha. Đó. Anh Quốc xịn luôn nha các bác. Đó. Rồi ở phía bên đây nó có cái tem bản kỷ niệm 50 năm này. Đó, loa phen 50 năm đây. Rồi ở bên này có tem thông số chắc chắn là 8 ohm nha. Đó, bass 30. Côn 51 các bác, bên trong này, côn 51 từ 156 nha. Này, từ này. Đó, con này cặp này còn khá là mới các bác ạ. Đấy, giá cặp này là 3 triệu đồng một cặp. Đó, nếu như mà mua nguyên con nó tầm khoảng chục triệu ăn lên đó các bác ạ.
nên cũng không rẻ nha, nó cũng rất là đắt đỏ đấy các bác. Đó, cặp fan 30, hàng quán cốt xịn nha, bát 30 đấy. Thay thế cho tất cả những dòng loa nào mà bát 30 đều thay vừa hết nha các bác. Đấy, nó không to, nó cũng không nhỏ đâu, tại vì bát 30 nó chung một kích cỡ hết nè. Rồi cặp 30 fan này em bán với giá là 3 triệu đồng nha. Rồi ở trên đây là có một cặp loa chép JBL. Về thêm một cặp chép JBL tiếp. Đây là chép JBL mã là 2416H-1 nha các bác. Đó. Đây. JBL đây này. Đó, các bác thấy không? Cái tem của JBL đây. Mã số này. Còn có cái tem này nữa mà bị mất cái tem rồi nha các bác. Đó. Cụ từ của JBL đây, cặp nặng chịch ra. Nó rất là nặng luôn. Đây là chép kèn nha, xài cho loa bát 30, loa bát 40 đều được. Hoặc là loa bát 25 cũng đều được luôn. Đó, các bác mua về mà dành các bác dành karaoke mà bị yếu hơi yếu chép đấy, hay là nó nghe tối đấy, mình mua thêm cặp chép bổ sung thêm ở ngoài nha, đảm bảo tiếng sáng cũng như là nó lên chép rất là nhiều. Đó, đây là cặp chép của JBL model là 2416H-1. Đó, cặp này giá là 4 triệu đồng luôn nha. Đó, 4 triệu đồng luôn, bởi vì nó bị mất cái tem ở đây rồi, nếu đúng như nó còn tem nó cũng còn giá trị lắm mà mất cái tem nha. Em bán cho các bác là 4 triệu đồng cho cặp chép JBL này. Đây là model 2416H-1 này. Và ở bên đây cũng là một cặp kèn của Yamaha nha. Đây là Yamaha xài cho loa bát 40 hoặc là loa bát 30 đều được. Đó, Yamaha này. Đó, Yamaha này xài cho những cái dòng loa Yamaha 112 hay hoặc là Yamaha 115 đấy các bác, xài đều được nha. Đó, mình mua về xài cho những dòng loa đấy đều được luôn. Kèm cả họng luôn này các bác này. Đó, kèm cả họng luôn nha, Yamaha. Xài cho loa bát 30 hoặc là loa bát 40. Côn bên trong là côn 455 nha các bác. Đó, hay còn gọi là 450 cho dễ hiểu nha. Đúng ra là cái con Yamaha này là con lẻ đó các bác, con số lẻ đấy, 455,5 hay gì đó, đấy, con số lẻ nha. Nếu mà đó, nó cũng cái con này cũng phải đặt tiêu bên kia mới có được, còn Việt Nam mình cũng khó kiếm lắm. Đó, con bên trong là con 450 nha, hoặc là 455 đấy. Đó, cặp này kèm cả họng luôn, em bán là 4 triệu đồng nha các bác. Đó, 4 triệu đồng cho một cặp kèn này, hát karaoke hay lắm các bác ạ. Tiếng ca cực kỳ đỉnh luôn, rất là bay chính dòng loa chép kèn của Yamaha này. Đó, hàng Yamaha này là hàng của Mỹ đó, chứ không phải hàng của Nhật nha. Đây là kèn Yamaha hàng của Mỹ đó các bác ạ. Rồi giá là 4 triệu đồng cho một cặp kèn Yamaha này, kèm cả họng luôn nha các bác. Và cuối cùng là sang đây, em có một cặp loa này rất là to khủng. Này, em sẽ bóc ra. Em sẽ bóc ra cho các bác xem nha. Đây là cặp kèn của Anh Quốc, thì ôm nha. Đó. Đây là kèn Anh Quốc đây. Cặp này đánh hay lắm, tiếng rất là hay. À, vừa vào tới luôn. Đây nè. Cái kèn ôm nha các bác, OK đó, hàng của Anh Quốc luôn. Đó, hàng Anh Quốc xịn nha. Côn bên trong là côn 850. Con này dành cho nhà sống sự kiện, anh em mua về chơi rất là hay. Cũng như là chịu đòn rất là tốt, tiếng đa bay và phóng xa. Cái kèn ôm mà, kèn của Anh Quốc mà. Sự kiện vô ngoài trời là vô địch rồi. Đó, sự kiện nhà sống hay là kéo với đã chơi thoải mái nha. Nó dành cho chuyên ngoài trời mà. Đó, đây là cặp chép ôm này, tiếng rất là hay và bay luôn anh em ạ. Đó. Cặp này giá 5 triệu rưỡi nha các bác. Hay ôm, côn bên trong là côn 850. Hàng ôm hàng của Anh Quốc nha, UK đấy. Côn bên trong là côn 850. Rồi giá là 5 triệu rưỡi một cặp này. Đó, rất là khủng khiếp, cầm lên nặng chịch ra. Mà anh em thấy không, cầm lên rất là nặng, thậm chí nó to. Từ con này là từ 220 nha. Côn 850 đó, anh em thấy không, một bàn tay của em to bằng bàn tay luôn này. Đó, côn 850 nha anh em. Rồi cặp này giá là 5.500.000 đồng một cặp, hàng chép ôm bãi Anh Quốc xịn. Rồi, và em vừa lên sóng một số đồ loa bát loa chép rồi. Các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ.